chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục cùng với nhau đi tìm hiểu về đơn âm và ngân và phụ âm trong tiếng Anh, đúng không? Ok, thì đơn âm phụ âm trong tiếng Anh thì nó chính là những cái chúng ta tưởng tượng nó giống như gọi là những chữ cái. Các bạn học được càng nhiều chữ cái thì các bạn sẽ càng, khi mà chúng ta nhìn vào cái phiên âm chúng ta có thể đọc như bảo rằng những cái video clip của mình sẽ giúp cho các bạn trở thành một cái người mà có thể phát âm chuẩn nhất có thể. Ok, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục cùng với nhau đi về nhé. Mình đang cố gắng để lưu cái trang này.
Chỉ là một cái người hỗ trợ cho gia đình, chứ ban đầu bà không phải là nhà văn.
chưa? Thế xong bà chỉ là một cái người nội trợ cho gia đình thôi. Thế nhưng mà không may thay là cái chết đột ngột của chồng thì đã thay đổi cả cuộc đời của bà ấy. Bà ấy đã trở thành một cái người nổi tiếng và là chuyên gia viết truyện ngắn rất hay, và là một cái ảnh hưởng đến cái nền văn hóa truyện, cái tác giả viết truyện ngắn của Đức. Thì bà ấy còn được biết đến một cái tác phẩm tiểu thuyết là Đánh Thức, đúng không? Đánh Thức vào năm 1899. Rồi cái gì đấy? Ở đây là đang nói về cái là mình xem là cái tiểu thuyết Đánh Thức này nó là một câu chuyện tiên tri ám ảnh về một người phụ nữ không thỏa mãn được vai trò nữ tính tần trực và trần tục, nhưng lại được ca tụng và nhận ra đau đớn rằng cô ấy đã giảm bớt giới tính và cản trở mọi khả năng tìm kiếm công việc của mình. Còn mình dịch cái này ở Google dịch kia là nó hơi khó hiểu, thế nhưng mà tóm lại là mình tức là đây là một cái câu chuyện rất là ám ảnh về số phận của người phụ nữ, đúng không? Và số phận của người phụ nữ không thỏa mãn được cái vai trò cái người phụ nữ trong một cái gia đình đấy, và cô ấy sau này bị chỉ trích, đúng không? Vậy mà đáng nhẽ là cái vai trò này nó phải được tôn vinh, nhưng mà cô ấy lại bị chỉ trích và cô không làm tròn được cái bổn phận nên trọng trách của một người phụ nữ trong gia đình. Vì thế cho nên là thời đó thì cô ấy đã bị chỉ trích thậm tệ, và sau đấy thì cô ấy còn cảm thấy hối hận và cô đau đớn nhận ra rằng là những cái ràng buộc về giới tính thì đã là cái rào cản trên cái con đường đi tìm kiếm cái ước mơ thật sự của mình, đúng không? Và mình dịch như thế thì nó sẽ ok hơn, đúng chưa? Chúng ta sẽ có là many of her books are featured in ours, cái gì gì đấy, được chưa? Cô đã từng làm việc đâu ở đâu ở đâu ở đâu. Còn cái này là không biết đằng sau cũng rất là kiểu số về bà này rất là dài, chưa? Như bà này đẹp dã man như thế nào? Tức là bà này rất là nổi tiếng với chuyện ngắn này. Ta xem cho những cái tác giả yêu thích chuyện ngắn của bà này rất là đỉnh cao, so story the story of an hour, câu chuyện về một tiếng đồng hồ, đúng không? Học gì đấy, học cái là học hướng dẫn ấy, hiểu tốt hơn về công việc và cái vai trò. Đây những cái tác phẩm nổi bật đây, Storm, cơn bão, ôi sự thật sự luôn ấy. Bà này viết vào năm 1890, xong rồi bà ấy nổi lên với cái tiểu thuyết này, được cân nhắc là quá là xa rời vào thời gian đó. Bà ấy đã được khuyến khích bởi những cái nhà chính trị văn học, và bà ấy không chấp nhận là một tác giả mà viết chuyện ngắn hầu hết là để đe dọa. Dài lắm, có bảo thôi được mình đọc qua, đúng chưa? Mình sẽ đi đọc tiếp những cái tác phẩm về cái cô này thì khá là hay. Rồi có cuốn sách này, A Fault, cái này không phải là một fault. Cái này đọc là
what what old we we my god rồi đủ hết luôn nhé. Mình cứ cho nó xịn xịn luôn. Nó cũng thuộc là trang mình đọc. Thank you.
Đây. Emma's drunk wife was
thinner bow her head and sweeter as if he were contemplating her morning walk. Is it impossible for me to know what he intend, what her intentions were? He stood the doorway with her little dirty fat Ray Baker hands against the frame, seeming the grandiose and abrupt to an ancient apartment in which there was a cooking stove, a bed, and other articles of domestic convenience. Dad, he come home boozy in mind. He don't care. He gets new team. He what happened? In his indifference to fate, the drunk youth had lost an eyes, a summer and two ago, and now he was saving on cod oil for the lamps. Thank you.
tôi không cần làm thì nó bị mất đấy. Một cái ảnh đầu cháy máy. Một khi mà chúng ta sẽ gì dài vậy? Chuyện ngắn thì dài mỏng. Chuyện kém rồi đó. Đấy là một trong câu chuyện ngắn hay nhất. Hay là em nãy có ngoài đó. Romance and the easy broken. Chết của nữ. Hoàng hoàng mấy cái chuyện nó ngắn hai. Đây, bí mật về cái chết của
He thought the pig would
my chief prime meal, and his mommy came to later. Waiter, what? Tell him not on the girl instead. Little pig, let me eat, let me eat. But the little pig saw the hoof impulse through the keyhole, so he answered back, no, no, no. Not by the hairs on TV, tin, tin. Then the horse saw him. His teeth is set. Daniel huffed, Daniel pulled, and Daniel blow your house down, my kid. So he huffed, and he pulled. And he blew the house down. The wolf opened his jaws and very wide and beat down as hot air it could. But the first little pig escaped and ran away to hide with the second little pig.
Ok, và chúng mình sẽ có là one day giống khúc when into the kitchen to
bây giờ thì chúng mình sẽ có tiếp là And the gingerbread man is finished for baking. The little child, the little man is warm. Chúng mình sẽ học cái này nhé. Flow.
makes changes from the beginning of the sound to the end. It's pronounced air. Did you notice how my mouth changed from the beginning to the end of the sound? Watch. Air. Now you try. This is a voiceless consonant. It's pronounced shh. This is the sound you make if you want someone to be quiet. Did you notice the shape of my lips? Shh.
Now let's look at some words with the sound sh in them. It's found at the beginning of the words ship and shore, in the middle of the word nation, at the end of the word fish, and at the beginning and end of the word shush. Okay.